Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của Tuấn Cun Gaming nha. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với tựa game On Music Arena. Một tựa game mà mình cũng gắn bó rất là lâu rồi. Và hôm nay ra skin cực kỳ đẹp mắt của bé nội anh em. Vâng, skin của Siri Hoàn Chi Quyến Ảnh. Skin điển tàng nha anh em. Muốn sở hữu skin này thì anh em buộc lòng phải gacha rồi. Thử nhân phẩm ở trong phần vẽ bùa vàng nha anh em. Đó, muốn sở hữu thì cố gắng vẽ bùa vàng nha. Nạp tiền vào mà gacha nha anh em. Mình thì chịu không đu được trên này, cho nên là mình sẽ ngay lập tức đáp máy bay sang Tung Của Lần. Sang Tung Của để làm video về bé nội là nha anh em. Với top 1 nội. Đấy, thanh niên này mua rất là nhanh luôn. Cũng là dân Trung Quốc, đầu tư cũng đừng có hỏi luôn. Nạp luôn lấy skin mới ra. Top 1 nó phải thế nha anh em. Và thanh niên này đang đứng hạng 42 server nha anh em, cực kỳ uy tín. Đó. Và với 3 phút đầu tiên thì thanh niên này đã có cho mình ngay cái quyển sách phép thuật rồi, cực kỳ nhanh nhẹn. Đối đầu với đây này, một chiều cuối này bay màu luôn ra đi. Một chiều cuối nó có bay không, support không? Không bay rồi, suýt nữa thì trúng anh em. Một suýt nữa thì lại có thêm một mạng nữa dành cho bé nội rồi. Giọng của mình hôm nay nó hơi bị cùi bọ anh em thông cảm nha, đang bị cảm cúm, tịt mũi quá. Thời tiết Hà Nội nó rất là khắc nghiệt anh em ạ. Nắng, xong rồi vào điều hòa rồi lại ra nắng. Nắng cực kỳ luôn, 38-39 độ. Mệt. Nói chung là mệt. Vâng, mà rừng tim bạn đã sở hữu được cho mình con bùa ở đường trên rất là nhanh rồi. Và bé nội sẽ ở đây. Bé nội sẽ cố đáp thủ đường giữa thôi. Và một phát bắn sao sáng thẳng vào trụ đường giữa. Đi khứa khứa máu, vâng, bay vào. Một pha biến hình rất hay của mid team bạn. Nội cũng nhanh chóng thoát được ra, chứ không là cũng dễ bay màu pha đó. Thế nên nội này sử dụng cho mình đó chính là tốc biến và hồi máu. Đánh rất bó cẩn nha. Anh em có thể thấy hiệu ứng của skin điển tàng này nó gọi là đẹp vãi nổi luôn nha. Bắn ra một con hạc, hạc trắng. Đấy. Xổi ôi, nổ đàm thích không? Nó gọi là mượt luôn đi chứ. Đấy. Thả chiều cuối nào, con hạc bay ra xong rồi nổ. Ui. Nhìn xịn thật sự. Rồi và xong cái giày của mình rồi. Món đồ gì tiếp theo đây? Và quay trở lại ngay vì thấy team bạn có vẻ đông. Hơi đông quá rồi, thả thẳng ulti dưới chân và có mạng lấy được mạng của Phật không? Không lấy được rồi, rất đáng tiếc. Chạy được anh em ạ, mấy thanh niên kia chạy được rất đáng tiếc. Quả đấy mà dồn đam chuẩn là lấy được mạng của bé Phật rồi đấy. Phật team bạn đang 3-0 rồi. Đi đường trên mà đào hẳn xuống đường dưới để đánh nhau. 3-0 rất xanh. Lâu lâu quên hết tên tướng anh em ạ. Lâu không review cho anh em về game cũng quên hết tên tướng rồi. Từ từ mình sẽ nhớ lại nha. Đó. Sắp tới là sẽ có một loạt bộ skin đẹp. Mình sẽ làm review cho anh em xem nha. Momiji này, Chin này. Đó. Mình sẽ làm hết. Có những cái giáo án ngon nhất cho anh em. Với những em nào chưa chơi bé nội bao giờ thì combo bé nội rất đơn giản thôi. Tốc biến lên hất tung làm choáng nổ đam và sau đó thả chiêu cuối kết thúc. Đấy. Rất easy. Hoặc là từ từ một phát này đã nào hất tung trượt rồi. Nhưng có choáng trúng không, có thả ulti không trúng rồi. Thôi quả này lại lành ít giữ nhiều thôi đi rồi. Vào Phật cũng nhảy như cloy choi đi kia, đỡ sao 5-0 cho top team bạn rồi. Thôi sao game này nát anh em. Game này nát. Top team bạn quá xanh đi, nó đảo từ đường trên lên đường dưới. Wow, một phần nổ đam bay màu luôn, support team bạn và tốc biến lên hất tung làm choáng nổ đam đó. Em thấy chưa? Top 1 cũng chỉ làm cái combo như mình vừa nói cho anh em thôi. Tốc biến hất tung làm choáng và nổ đam chiều 1 là bay màu, đúng chưa anh em? Đấy, tôi chỉ cho anh em là không thể sai được. Và có chiều cuối chuẩn vào vị trí của top team bạn. Một đường chạy rất thông minh của hai lần trụ và sống sót còn giữ lại mid team bạn đây thôi. Mid team bạn cũng đã sử dụng dịch chuyển cho mình kia tường. Ui, mấy thanh niên này chạy chất thật sự. Mình đánh giá là team xanh có kỹ năng cao hơn. Ui, một pha thả chiều. Ui. Đúng top 1 anh em ạ. Thề thả đam nó gọi là bay màu luôn. Mid, ông mid. Ông mid khéo mình cảm tưởng còn chết không hiểu nguyên do anh em ạ. Sợ thật sự. Chiến đấy. Nổ chiều cuối lại là chuẩn này. Chuẩn được không? Hách não. Ui hay quá. Tốc biến vào trụ. Có mạng sắt đào cho bé nội. Quá ngon lành luôn.
một pha hack não thả ulti sang bên kia bụi cỏ, và những thanh niên kia lại nhảy vào, sau đó ăn một pha đẩy ra và là ui chiêu cuối của AD team bạn còn sống không, còn sống nguyên và ăn mạng cơ. Team ăn 7 mạng thì ông này ăn 6 mạng rồi anh em ạ. Kết liễu hay thật sự. 6-2-1, trận đấu đang về thế cân bằng là 7-7 rồi. Rất ok luôn. Trận đấu đang có 49 người đang xem anh em ạ. 49 người đang theo dõi. Đây là một trận đấu buổi trưa nha anh em. Đấy, buổi trưa cho nên là lượng người xem này là ít ấy. Chứ buổi tối là phải vài trăm. Có trận đấu lên đến cả nghìn người. Mấy thanh niên là xem chiến rất nhiều. Ồ, đã KS thành công con bùa ở bờ sông dành cho top của team bé nội rồi. Ăn luôn con bùa này. Quá ngon. Quá thơm ngon. Ném thẳng vào trụ luôn và lấy được trụ rồi. Thả chiêu cuối. Tiếp tục thả. Ôi, thôi hai ông này chạy lên huyện. Vẫn chạy được kìa anh em. Ui dồi ôi, một pha thả chiêu 1 nó tinh tế. Vâng, chạy được một thanh niên rừng thì để lại thanh niên top. Cũng vậy. Top đang xanh, đập bớt cho nó bớt xanh. 5-2, dừng tiêm mạng 1-0. Một pha thả lấy đam trụ rất nhanh của bé nội. Kìa, đứng treo này. Thôi đổi mạng rồi. Và tốc biến lên đổi mạng, thôi được, 0-3-4. Quả đứng treo người bé nội rất ảo. Vâng, và ngay lập tức có ngay con Orochi cho team đỏ rồi. Một pha đổi mạng rất là lời dành cho team nội. Liệu có một pha lật kèo ở đây không? Nhưng mình đang thấy là 13-10 rồi. Top đang đập nát đường trên rồi anh em. Đánh quá ghê đi. Chạy nhanh, chạy nhanh. Có choáng không? Mít thì mạng gấu thế. Ui, lao thẳng lên chiêu cuối ạ. Ăn vào ai? Ăn được vào ai thì cũng nằm xuống và có mạng là tiêu diệt dành cho bé nội, nhưng mà đang bị phật lùa quá ghê ở đây. 1.700 mạng. Ui, đi luôn anh em ạ. 13 cho top. Ui, thôi xong. Top team của đỏ thì 0-2, rừng 0-4, support 0-3. Ui, AD 1-3 nạt bươm. Chỉ có mỗi ông nội là xanh nhất anh em ạ. Mỗi bé nội là xanh nhất rồi. Khổ thần quả test skin gặp ngay quả tim tạ tốn, bị team bạn hành cho như con. Thanh niên này gọi là thắng đường hoàn toàn so với mid team bạn rồi, nhưng mà rất tiếc các thành viên còn lại là quá là thọt đấy. Phật nó cứ lao thẳng vào nó chơi vào vị trí của nội, không thả skill được. Ui AD nó bắn. Ui toàn anh em ạ, toàn skin rất là đẹp đấy, nhưng mà team thọt quá, không ăn thua. Team giết 12, hôm nay giết 11. Vãi trưởng. Tôi chưa thấy quả game nào mà gánh team kinh khủng như ông này. Ăn mạng cực kỳ tốt luôn. Những cái pha combo dồn đam dứt điểm của thành viên, nó gọi là mắc ngon, nhưng mà team quá yêu anh em ạ. Bị team mạng bón hành ghê quá. Top 13 chơi gì. Nội đứng giữ vị trí cũng rất là ngon nữa này. Thả cho cuối chúng này, thả tiếp này. Cũng chỉ là clear quái thôi. Có làm choáng được ai không? Ui rồi lại bay màu rồi. Thôi team nó lại lao lên. À đây nó lao lên, nó quẩy như gì kìa. Khổ ghê. Đang rất đứng rất đông trong nhà này. Làm choáng là có mạng luôn này. Phật nằm xuống nốt này. Rất tiếp tục giật nổ mạng cực kỳ đau. 400 đam chuẩn nằm xuống luôn. Phật này tiếp theo là ai nào? Đánh này có, đang có trụ bắn này, tận dụng trụ bắn này, thả chiêu cuối chuẩn luôn. Nhưng mà support team bạn đã hút được AD vào, cứu bồ cực kỳ ngon lành, và bé nội nó phải nằm xuống rồi. Liệu kết thúc được game đấu không? Hết quái rồi. Ok, đẹp được cái turn này rồi. Team bạn phòng thủ cũng rất là hay anh em ạ. AD support cứu nhau cực kỳ ok. Cơ hội cuối cùng dành cho team của nội, không cho đối phương ăn được sư tử hồi máu nha anh em, bất tử hồi sinh nha anh em. Nhưng mà team bạn nghe vẻ muốn lao lên tẩn luôn anh em ạ. Ui bóc hai đầu thôi xong rồi. Ông đội bóc đầu, ông Phật ông bóc đầu ông tẩn. Ui
chiến thật sự. Đội bây giờ chỉ biết đứng cấu diệt từ xa thôi chứ không thể nào tanh được. Mấy thanh niên tanh thì yếu quá. Top tanh thì không 3, không 4 rồi. Không ai tanh lên để cho team đánh cả. Support cũng chỉ là đứng đằng sau thôi. Team này quá giấy anh em ạ. Team quá giấy, dừng cũng giấy. Đó chính là lý do tại sao thanh niên Phật lên full dam gaming là vậy. Lên luôn Phật, lên luôn dạng quỷ anh em ạ. Không lên dạng Phật. Ồ, kinh như vậy. Vâng, và có thả chiêu cuối ăn được mạng của AD rồi. Rất ngon lành cảnh đào. Nghệ thuật vô cùng, 17 mạng, anh này ăn 16. Ok chưa anh em? Kèo đánh cực kỳ hay nhưng mà team nó không được hay cho lắm. Ui dồi, dồn đam này. Ui, thấy không? Dồn đam này. Ui, thả chiêu cuối chuẩn chưa? Ui dồi, dồn đam. Ui dồi, ôi, anh em thấy thả, ui. Anh em thấy nghệ thuật chưa anh em? Đánh nội nó phải như thế, nó gọi là qua nghệ thuật đi, những cái pha thả chiêu không lệch đi đâu được. Mãn còn nhãn luôn. Ồ, AD lại lao vào tiếp tục xoay để xoay với chúng tôi này. Ui, có choáng nhưng mà trượt. Support team bạn hút lại quá nhanh. Hết đẹp rồi anh em, hết đẹp rồi. Quái to nó vào là gõ nhà rồi. Đẹp bằng niềm tin. Vâng, và end game rồi. Một game đấu rất hay của top 1 nội. Không thể gánh được quả team tạ tốn này. Ok, và cuối video mình sẽ để cách lên đồ của tất cả các thành viên của team bạn. Rồi, và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Muốn xem mình review về tướng nào thì hãy để lại comment cho mình bên dưới nha. Và những anh em nào gacha được nội, hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng chúc mừng hoặc chia sẻ nhả vía nha. Ok, hẹn gặp lại anh em. Bye bye.